Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình. Mình Thanh Enzy đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series là Jurassic World, công viên khủng long nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ vào thôi nào, thì chúng ta sẽ có một số cái event trong này. Nhưng mà trước hết thì chắc mình sẽ phải review cho anh em xem một số con khủng long mới đã. Con này sẽ là con khủng long mới, một con legendary mới nhất của mình ở đây. Dimetrodon, mình sẽ cho nó vào trong một cái môi trường mới nhất ở đây này. Đó, đây chính là Dimetrodon, con khủng long mới nhất của chúng ta. Đẹp thế nhờ. Con này dạng như kiểu nó có cái vây khổng lồ ở trên lưng ấy. Rồi mình sẽ cho nó vào cho nó ăn lên nha. Level 10 của nó sẽ tương đương với 412 máu và 157 công. Sức mạnh Legend khá đáng nể ta, đúng không? Đây anh em có thể chiêm ngưỡng thực tế tất cả cái hình ảnh của nó này mà không bị che chắn này. Đây mình sẽ để sang bên này cho đẹp này. Đẹp mà, coi rất đẹp. Và mình muốn xem các cái dạng tiến hóa của nó như thế nào. Đây là dạng 1 này, dạng 2 này. Dạng 2 thì màu sắc thay đổi một chút, nó hơi mờ mờ ảo ảo, mình không nhìn rõ cho lắm. Và dạng 4 mình nó sẽ có những cái lớp gai, có những cái gai mọc ở từ những cái chỗ cái vây này hoặc là cái đuôi. Wow, đặc biệt là sẽ có một quả sừng kinh khủng luôn đấy. Và nếu hybrid với thêm một con đây này, Dimetrodon có một quả sừng kinh khủng, sẽ nó phải hybrid với một con Prionosuchus level 40 sẽ tạo ra một con legendary là Prionosuchus. Con này không đòi bằng con Dimetrodon đúng không, theo mình cảm giác như vậy. Rồi chúng ta sẽ thêm một con mới ở trong cái này. Chúng ta sẽ tiếp tục là vào trong cái phần event để ta chơi những cái trận trong này luôn nha. Trận này sẽ lấy được các cái Loyalty Boy GW ấy. Phải nói là cái GW. Chúng ta đối đầu với một con lá và một con nước, thì chúng ta sẽ cần một con thịt, ăn thịt và một con chim. Một con ăn thịt và một con chim là chúng ta sẽ xong thôi. Ăn thịt này và một con chim Pteranodon. Ta sẽ cần ăn thịt nhưng mà nó sẽ bị khắc hệ nha. Tầm khoảng 400 công, không biết có trụ nổi không đây. Rồi mình sẽ cần thêm một con ăn thịt cỡ nhỏ nữa. Carnotaurus và Dimetrodon kết hợp với Pteranodon. Đó, lên đường nào. Hy vọng là chúng ta có thể ăn được. 135 máu, 135 công. Nó sẽ dồn tấn công chăng để giết mình chăng? Dino Swamp. Ui, một hit thôi là mình sẽ die mất. Và rất may là mình sẽ không die được. Không thể die được. Nó thủ 1, bắt buộc thủ 1. Làm gì đây? Tấn công 1 và thủ 1 chăng? Không tấn công luôn kìa. Hay. Thế thì hay quá rồi. Cho thì để tối đa được 4 lần thôi nhá. Bây giờ làm gì đây? Có thể nó sẽ thủ chăng? Hoàn toàn nó có thể thủ. Mình sẽ bắt nó dùng toàn bộ đòn có thể đi. Bắt buộc phải dùng 4 đòn. Đấy, mình sẽ đoán được rồi. Nó không biết là mình tấn công hay như thế nào, hay là mình để thủ tất cả. Vấn đề là chúng ta có 8 đòn ở đây. Và Pteranodon sẽ có đủ sức giết nó ngay bây giờ. Tốt rồi, tiến lên nào. 2 đòn là 565 máu rồi. Wow, thật sự rất là chất chơi nhỉ. Mình sẽ để dành 4 đòn luôn. Đấy. Và mình sẽ để thủ một đòn này, để cho nó bắt buộc phải dùng tất cả đòn với mình. Chết đi bé. Con này sẽ khắc hệ mình đây. Nó sẽ có 4 đòn. Và tấn công hay phòng thủ hay là như thế nào. 2-1. Không chết được. Ấy chà chà, thật sự là khó rồi đấy. Nó không biết là mình sẽ tấn công hay phòng thủ đây. Chúng ta sẽ cứ để 4 đòn ra trước. Nó chỉ dùng có 2 đòn thôi anh em ạ. Và theo như mình nghĩ là nó sẽ thua thôi. Đấy, mình sẽ trừ được một ít máu của nó nữa. Mày này, có ra tấn công hay không? Bắt buộc phải tấn công. Phải dùng hết lực để tấn công. Bị lừa rồi em ơi. Parasaurolophus, một con tiến hóa dạng 4 à? Hay là đột biến ta? Theo mình đang đột biến với con gì đấy. Và Dimetrodon sẽ được tăng sức mạnh và tấn công nó luôn.
Dimetrodon, tiến lên nào. Ấy chà chà chà, nó cắn bằng 8 đòn đấy. 4k7 máu, tốt thế nhở. Một trận đấu nói chung cũng dễ thôi, không quá khó, và hy vọng là sẽ được 300 điểm cái loyalty point. Bao nhiêu điểm đây? Hôm qua mình mở khá là may mắn và 300 thật không được rồi. Ui. Cạnh ô 500 à, cạnh ô 100 là 2 ô 500 kìa. Nó cố tình nhưng mà đúng không? Thì mình đoán nó sẽ cố tình. Event này, quay trở lại event thôi. Chúng ta sẽ có một cái event nữa là đánh bại 7 con của đối phương. Và phần thưởng của chúng ta sẽ đó chính là những con Ray. Đối hiếm nó chỉ là Ray thôi. Hết chả biết đánh được gì đây. Chúng ta sẽ lựa chọn đủ 3 hệ đi nhỉ. 25, 340 thì như nhau. Một con này, hai con này. Chúng ta chọn ăn thịt trước thì hợp lý hơn. Dimorphodon này. Và con nước cuối cùng. Không phải chọn Tyran đâu, Tyran thì nó hơi phí. Ngoài mấy bọn này thường rất là yếu, không quá khỏe. Đấy, bình thường là yếu mà. Có thể đoán được cái sức tấn công của bọn này rất là yếu. 207. Tam giác long, khủng long ba rừng. Tiếp theo Tapezara. Cũng chỉ một hit thôi. Nếu nó tấn công mình, không tấn công. Có khi nào nó thủ cả hai chăng? Thủ một, có lẽ mình tấn công khi mình giết nó rồi. Ba đòn tấn công à? Tấn công hai. Ai cha, tốt phết đấy. Nhờ. Yeah. Không tệ đâu. Mình không có con lá nào nha. Và chúng ta sẽ tấn công bằng cách là hai đòn. Này. Nó thủ một mà. Chắc chắn rồi. Hạ xong được Tapezara sẽ đến với con Tyranno Titan. Nó nghĩ là mình sẽ để 3 lần thủ trăng và nó sẽ không tấn công. Oh, hay hay. Rất hay. Sẽ để khoảng là 4 đòn, kiểu gì nó sẽ chết thôi. Kiểu gì nó sẽ mắc bẫy thôi. Ôi, 4-1 cơ. Và thế này nữa. Nó lo xa quá rồi, nó sẽ dồn đòn cho con đằng sau rồi anh em. Con này nó sẽ tấn công mình với sự tấn công là tầm khoảng 6. 6-3-18. 6 đòn thật ạ. Thế là không nhờ. Thế là thật ạ. Ui, nó nhân đam cao thế. Đáng sợ. Nó lỏng hết sạch đòn đấy anh em. Mình sẽ để cho... Chết rồi, con này thì mình khác hệ kiểu gì đây. Hơi hơi khó chịu rồi. Nó sẽ chết thôi. 319 này. 2 đòn. Chắc theo một nghĩa nó sẽ thành đỡ được. Khó phết nhờ. Sao con kia nó phản công chết mình luôn. 2 vả chết luôn. Con này sẽ được khắc hệ mình một chút. Và đam to quá. 2 đòn thì không giết được mình. Ngon. Chim à. Mình ghét với con này nhờ. Đằng sau thì nó sẽ là một con ăn cỏ kìa. Nó thủ 2 à. Nó thủ 2 thì mình đánh 4. Rồi có khi con này mình còn chết cơ. Dimorphodon vượt đai cơ. Đánh làm sao đây nhờ. Mình sẽ thủ 3 đòn để xem là tình hình nó đánh mình thế nào. Con này chắc chắn sẽ chết rồi. Nó còn 3 con nữa cơ. Đánh sao bây giờ. Rồi con nước thì để lại cho con kia ăn chứ. Đúng này. Tấn công hay phòng thủ đây thì chẳng biết được nó như thế nào nữa. Thủ 3 này. Hy vọng là nó thủ 2 và nó sẽ để 2 lần à. 6 chết rồi. 6-3 thì mình đỡ thế nào được. Chết rồi. Còn 123 máu này. 6-3. Đòn lần tấn công của mình tầm khoảng 319 thôi là mình hơi phí rồi anh em ơi. Chúng ta hơi lãng phí rồi. Mình cần 2 đòn thôi là nó đủ sức giết nữa rồi. Liệu rằng có tạo nên kỳ tích hay không đây? Chúng ta sẽ đợi xem. Ok, nếu mà nó tấn công 1 thì 3 đòn thì mình sẽ thắng. 4 đòn luôn. Ôi, còn tí máu thôi. Mình đáng lẽ mình nên. Ôi, tệ thế nhờ, trận này tệ quá. Thua trận này. Chúng ta sẽ đánh lại trận này đi. Đánh bại 7 kẻ địch.
thật sự là mệt cái team này. Chẳng lẽ lại dùng Tyranno? Bắt buộc phải dùng. Nhưng mà dùng team này thì nó khỏe quá rồi. Đây được con Super Ray thôi mà. À được con Ray, cái này chỉ con Ray thôi. Còn mình Tyran, mình không muốn dùng Tyran để có thể làm những cái nhiệm vụ khác ấy. Thôi, thằng nào thì cũng thế. Đánh nó luôn rồi. Một vả. Cho tính toán sai một tí rồi, quả đấy mình thủ 3 thì mình đã thắng rồi. Hơi đáng tiếc nhỉ. Phát cuối, nó sẽ đánh nhanh trận này nhá. 2-1. Nó thủ 2 nha, nó thủ 1 thôi. Gần như con này, sẽ chỉ có thủ 1 thôi mà. Cho hai con này vào thì hơi phí. Chỉ cần là một con Tyranno sau đất Rex rồi là có thể đủ. 3, 2. Làm gì đây? Nó dồn đòn. Hầu hết chúng ta sẽ dồn đòn cho những con sau. Một tạc. Chết ngay hệ 4 con rồi. Còn 4 con nữa. Chết 3 con nhé. Trước đây sẽ chết có 3 con thôi. Nó có thể là thủ 3. Thủ 2 thôi à? Nó dồn đòn cho con nào đấy. Thì tiếng nó sẽ giết mình phát chăng? Mình có một Nga ca rưỡi máu chắc không chết được đâu. Cái bọn này 6-4. Tấn công nào. 5 này. Khá là thấm. Ui, mất một nửa máu kìa anh em. Rồi, chúng ta sẽ thủ một cái này. Ôi trời ơi, quên mất là nó sẽ thủ. Hơi củ chuối rồi. Sẽ có 4 này. Tấn công cả 4 nữa chăng. Tốt phết chưa. Một mình con này nó cân nè. Nó sẽ đổi sang con này một chút. Thủ một thôi gì. Nó sẽ còn 3 con nữa anh em ạ. Ờ không thủ lần này, không thủ để dồn đam để giết con Tyrannosaurus Rex của mình mà. Chúng ta có 2 con khủng long cổ dài đánh nhau. Con Legendary. Con thì là thường. Yêu trơn. Rồi chúng ta sẽ tấn công full lực cho nó sợ luôn để mình có K9 cơ. K9 máu nên nó không thể giết được mình. Dầm. K8 máu. Hào hụt nhanh và tiêu diệt gọn. Tiếp tục là một con khủng long bóng chúa. Có 7. Ây chà. Dồn cả 6 lần thì sẽ được bao nhiêu máu? 1000 máu không? Wow, K9 máu kìa anh em. Được nó đấy. Không sao, Tyrannosaurus bọn này nó khá là khỏe. Đánh khá là tỉnh. Xong ngay, 2k4. Đây là một cái bách dễ thôi nhưng mà chúng ta sẽ vượt qua và được Legend. À, cái này là Ray đúng không? Chúng ta chiến thắng được Ray. Colossus, đây là Ray. Và chúng ta sẽ thêm 130 điểm GW nữa. Ok. Chúng ta sẽ còn một vài trận nữa ở trong cái event này. Đây, đây sẽ là event Glacia. Đó chính là con đười ươi. Còn 2 trận nữa để chúng ta giành chiến thắng. Hang động thì sóng, hang động thì phải là sóng rồi. Sóng thì chỉ con Megalodon là khỏe nhất trong hội rồi. Đam to là to nhất Megalodon. Sóng thì chúng ta sẽ lại dùng hang động. À, dùng mai rùa. Mai rùa thì mình chỉ có con Protestra là khỏe thôi. 10 máu. Không, con mới lại cũng khỏe này. Con mới khỏe. Và hang động. Và lại là hang động thì ta sẽ cần thêm một con sóng nữa. Con sóng đây đúng không? Con sóng là khỏe hơn, con sóng này là 400 máu. Rồi, phải cố gắng thắng trận này, có vẻ khó. Megalodon của chúng ta. Megalodon. Liệu rằng có bị chết được không nhỉ? Có thể là sẽ bị chết, nó có 2 đòn và nó sẽ Dino Swap rồi. Chuyển sang Elamosaurus. 3 đòn, cho 3 đòn đấy. Và chúng ta sẽ chuyển sang con khắc hệ với con này luôn. Thích đánh thì chơi thôi, đam nó phải giảm xuống còn tầm 82 thôi. Chắc chắn là trận sau nó có 3. Nó sẽ có 2 tấn công hay phòng ngự đây. Ồ,
mình cũng không quan tâm nữa. Nó có thể nó sẽ thủ hai. Thủ hai chăng? Thủ hai thì mình vẫn sẽ giết được. Rồi, hai đòn sẽ là 600 122 này. 291. Rồi, cứ đánh 4 đòn đi. Ui, nó không thủ ạ. Nó không hề thủ. Nó cố tình là không thủ để lừa mình. Không sao. Con này mình có con này legendary này. Ờ 53. Đánh đi. Chắc chắn sẽ chết à. Không vấn đề gì. Con này của mình sẽ bị giảm công à? Đây đây, phải dùng con này thì mới có thể tăng công được. Có 3 đòn thôi anh em ạ, cứ bình tĩnh đã. Để xem nó tấn công hay là phòng thủ hay như thế nào. Có tất cả là 4 đòn. Tấn công mình thì cũng không thể chết được. Lại Dino Swap sang con này. Hay. Ok, chúng ta lấy con này luôn. Chúng ta sẽ dùng 6 đòn luôn. Giết nó đi đã. 6-1 này. Mày chết đi. Cả 7 máu. Hoàn hảo. Và con này nó khắc hệ mình luôn. 6. Nó sẽ tấn công mấy lần đây? Nhất phải là 3. 3 nó sẽ còn có 3 lần. Có thể là 3 lần thủ chăng? Có thể sẽ là 3 lần thủ hoặc là 3 lần dồn đòn sang lần tiếp theo. Mình thủ 2 và bỏ đi 2 lần. Đấy, nó 3 thủ. Nó sợ mình tấn công mà. Tấn công hay phòng thủ đây? Không tấn công, chẳng phòng thủ. Chà, có thể nó chỉ thủ 3 thôi anh em ạ. Thủ 3 thì lượng đam của mình hoàn toàn thể giết được nó. Thủ có 1 thôi, nó định dồn đam để giết mình phía sau đây mà. Ammonite, tốt. Mình hạ xong được con Ammonite. Mình có này, cái này là con Legend. Thì chúng ta có 2 con Ammonite gì vậy? Và tiếp sẽ up luôn con Ammonite mới của chúng ta. Một trận nữa. Một trận nữa nào để được kiếm cái gói pack này luôn này. Rizodus, Rizodus hang động. Rizodus hang động thì vẫn cần phải Megalodon rồi. Hơi mệt ở đây. Megalodon, Mai Rùa thì lại cần hang động. Dust Cloud, Siphantic. Đây, hang động Ammonite thì nó ngon, nó trâu. Nhưng con này thì máu đam lại to hơn. Thêm một con nữa, chúng ta lại chọn con sóng thì Elamosaurus thôi. Chắc chỉ có thế thôi. Tỉnh táo nào để có thể kiếm được cái gói pack xịn ở đây. Gói pack về con đười ươi, một con Legendary mới anh em ạ. Cố gắng nào. Gừ gừ gừ. Vẻ khá là ghê. Dino Swap. Nó sẽ có khoảng tầm có thể là sẽ tấn công mình chăng. Mình cũng sẽ Dino Swap luôn. Để hy vọng là sẽ không chết được. Cuộc đấu trí thật sự này là có 3 đòn này. Dino Swap rồi. Nó sẽ còn 2 đòn nữa anh em ạ. Không biết là nó sẽ làm gì bây giờ. Thật sự là khó. Yeah. Megalodon. Rồi, Megalodon sẽ được đưa ra. Một và bình tĩnh nào. Nó có 4 đòn. Lại Dino Swap tiếp. 2. Tấn công thì giết mình đây mà. Hay trả tí thì mình đài nha. Bây giờ mình sẽ có 7. Nó chỉ thủ 1 được thôi. Theo như mình nhớ sẽ chỉ thủ 1 thôi. 2 đòn của mình là 490, 3 đòn là 857, với 4 đòn, ít nhất phải là 5 đòn thì mình giết được nó nhỉ. Ít nhất phải là 5 đòn. Nó không thủ luôn. Một phát K8 máu, tốt. Hay lắm, cho giết được cái con khó chịu rồi. Một lần bỏ qua nó còn 5. Nó sẽ dồn 4 nữa, biết ngay. Bắt buộc dồn 4. Nó sợ mình thủ mà. Còn một lần thôi, nó chỉ còn duy nhất một lần thủ thôi anh em ạ. Cơ hội đi gần đâu đó. 4 đòn của mình rồi. 1 đòn, 2 đòn, 3 đòn là 1.200. Chúng ta sẽ dùng cần khoảng là 4 đòn thôi là nó sẽ giết được nó rồi. Ngon. Chúng ta sẽ được gói pack mới nha. Sổi ông Kata báu 5 sân. Hay lắm. Hoàn hảo. Nào nào nào.
nó thủ một đúng không? Gãy thì chắc chắn sẽ thủ một. Và mình sẽ dồn toàn bộ lực của mình, mình có 5 đòn cơ. Trời đấy, đánh khá là tốt. Theo mình đánh khá là tốt. 52, nghĩa là 3 đấy. 3 sẽ tương đương với khoảng là 800 máu. Wow. Thật sự đáng sợ ta. Victory rồi, chiến thắng luôn rồi. Quá tốt. Hoàn hảo. Và chúng ta sẽ được gói patch của cái con đấy. Gói patch của con đời ươi Mega Therium, con mới nha bạn. Đó, đẹp chưa? Patch đẹp quá cơ. Thêm 600N99. Và đây là Mega Therium này. Ta sẽ up nó luôn đi, đẹp quá. Wow, 650 điểm GW này. Một cái màn khó. Đấy chưa, chúng ta lên được khoảng 19 điểm trong cái phần là Class of Titan rồi. Khá là tốt ta. Chúng ta sẽ tiếp tục guest Dino. Và mình sẽ cho con mới nhất, con Legend. Hình như mình có tận 2-3 con Legend mới phải. Super Ray này. Đấy, Legendary. Có rất nhiều con đây, nhưng con này mới là giá trị nhất này anh em. Mega Therium, một con tinh tinh hay đời ươi gì đó. Và rồi thì chúng ta sẽ kết thúc đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game là Jurassic World, công viên khủng long. Bye bye.